để bảo tồn phát huy di sản văn hóa cồng chiêng. Đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Con Ré tổ chức lớp truyền dạy và sử dụng cồng chiêng cho 17 học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Hàng Làng. Ngoài đội cồng chiêng gồm những người lớn tuổi, đến nay thôn Hàng Làng cũng đã thành lập được đội cồng chiêng gồm 23 người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó lực lượng thanh thiếu niên chiếm phần đông. Không phân biệt tuổi tác, tất cả các thành viên trong đội cồng chiêng của thôn đều tham gia tự nguyện. Lúc đầu sinh hoạt theo phong trào, dần dần nhiều bạn trẻ tìm thấy niềm đam mê trong tiếng cồng, tiếng chiêng của dân tộc mình. Dù bận rộn với công việc nương rẫy, đồng áng và chuyện học hành, mưu sinh, song các thành viên của đội cồng chiêng thôn Hàng Làng vẫn đều đặn duy trì việc luyện tập và nhiệt tình hăng say tham gia biểu diễn trong các lễ hội của địa phương. Cái thế hệ trẻ bọn em thì không có được tiếp xúc nhiều, nên là giờ được cái nghệ nhân, đặc biệt là ông Ca Keo á, là nghệ nhân chỉ bảo cho bọn em rất là tận tình. Mình phải cố gắng tiếp thu để sau này còn phát huy, phát triển và truyền đạt lại cho cái thế hệ sau nữa là tiếp nối được cái văn hóa cồng chiêng của cha ông mình để lại. Đối với tức là cái nghệ nhân ấy, thì chúng tôi hết sức hạnh phúc vì tức là cái trước hết là địa phương đã tạo điều kiện cho tức là cái mở lớp học này. Và chúng tôi qua quá trình tức là giảng dạy, truyền đạt cho các lớp trẻ thì chúng tôi cũng đem hết những khả năng, năng lực của chúng tôi, tâm huyết của chúng tôi để tức là truyền lại cho các lớp thế hệ trẻ. Và đồng thời thế hệ trẻ hiện nay, mặc dù trào lưu xã hội thì rất là nhiều, nhưng họ cũng thiết tha mong muốn làm sao khơi dậy lại những cái bản sắc văn hóa đó, trong đó có tức là cái cồng chiêng. Không chỉ trong cộng đồng dân cư, hoạt động truyền dạy sử dụng cồng chiêng cũng được các trường học có đông học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh chú trọng thực hiện. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Di Linh hiện có 98% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Ho. Đến nay, nhà trường đã mở 3 lớp truyền dạy sử dụng cồng chiêng kết hợp múa xoan cho các em học sinh. Đây là dịp để chắp cánh cho năng khiếu và sở trường của học sinh, tạo cơ hội để các em thể hiện và tự hào hơn về bản sắc văn hóa dân tộc mình. Nhà trường có một cái sự mong muốn, đó là chính các em sẽ là người có tri thức, là thế hệ trẻ, sẽ hiểu được cái giá trị văn hóa của dân tộc, và chính các em sẽ là người tuyên truyền để giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Cờ Ho. Đó là điều mà trong quá trình vừa qua nhà trường đã hướng tới trong các hoạt động trải nghiệm để các em gìn giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện đề án bảo tồn phát huy di sản văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên, những năm qua, huyện Di Linh đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, phương thức khác nhau, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp kiểm kê di sản cồng chiêng, truyền dạy, quảng bá, giới thiệu, tái hiện di sản, nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng. Từ năm 2009 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh đã phối hợp mở 20 lớp truyền dạy và sử dụng cồng chiêng cho 403 học viên, trang bị 2 bộ chiêng truyền thống cho các thôn có khả năng duy trì và phát triển tốt văn hóa cồng chiêng. Đến nay, huyện Di Linh có 27 đội cồng chiêng, trong đó có 25 đội cồng chiêng của đồng bào dân tộc Cơ Ho, 2 đội cồng chiêng dân tộc Mường tại xã Tân Lâm và Hòa Nam. Bên cạnh đó, huyện Di Linh còn có 12 nhóm cồng chiêng trẻ với 79 người và có 3 câu lạc bộ cồng chiêng tại xã Hòa Nam, Đinh Lạc và xã Tân Nghĩa. Các đội, các câu lạc bộ cồng chiêng thường xuyên tổ chức sinh hoạt, tập luyện và biểu diễn phục vụ nhu cầu tìm hiểu, giao lưu văn hóa của du khách tại địa bàn, trong và ngoài huyện. Không chỉ riêng em mà tất cả những cái bạn học viên tham gia cái lớp học này, thì sau khi mà học được những cái bài chiêng đã được các nghệ nhân dạy, thì ai cũng mong muốn là mình sẽ có thể lưu giữ và phát huy được những cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình
và cũng từ đó là có thể truyền dạy được cho những người xung quanh, bạn bè và người thân cũng như là cho con cháu mình sau này. Trong thời gian qua, huyện Di Linh đã phối hợp tổ chức các chương trình liên hoan văn hóa dân gian, các ngày hội văn hóa cồng chiêng các dân tộc, góp phần phát huy di sản văn hóa cồng chiêng. Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng được huyện Di Linh phục dựng nhằm tạo môi trường thuận lợi để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng. Bên cạnh công tác bảo tồn, huyện Di Linh đã không ngừng phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa cồng chiêng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn để níu chân du khách khi đến Di Linh. Nhiều khu điểm du lịch cũng đều đặn tổ chức giao lưu văn hóa cồng chiêng cho du khách. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục huy động để mở thêm các cái lớp khác từ các cái chương trình, ví dụ như là phát triển thông qua các chương trình mục tiêu giảm nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề. Thứ hai là chương trình mục tiêu phát triển dân tộc thiểu số và miền núi của giai đoạn 2021-2025. Và ngoài ra thì tiếp tục chỉ đạo cho trung tâm học tầm cộng đồng của các xã sử dụng kinh phí để dạy cồng chiêng cho các lứa tuổi và tập trung là dạy cho các cái trường trung học cơ sở ở trên địa bàn. Tỉnh huyện cũng đã đưa ngày hội các dân tộc thiểu số vào thành một chương trình truyền thống hàng năm. Và đây cũng là một trong những cái động thái để giúp cho cái nâng cao cái niềm tự hào của bà con về cái văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó có cồng chiêng. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tốt các cái biện pháp để làm sao mà di sản cồng chiêng được phát huy nhiều hơn nữa, đặc biệt là tất cả các xã thị trấn phải đều có cái đội cồng chiêng. Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức và các tầng lớp nhân dân. Để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh, rất cần sự phối hợp vào cuộc của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chiến lược bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, trong đó có cồng chiêng.